Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết phổ biến trên cả nước sẽ là tình trạng mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối và đêm. Riêng tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc còn có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác. Sang ngày mai, tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, do chịu sự tác động của vùng áp thấp nóng từ phía Tây mở rộng dần nên nắng sẽ có từ sớm. Cường độ nắng cũng mạnh mẽ hơn, khiến cho nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 29 đến 33 độ, có nơi cao hơn và sẽ có nắng nóng cục bộ. Không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ, quá trình mở rộng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây cũng khiến cho suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến là ít mưa, nắng xuất hiện nhiều hơn. Nên nhiệt độ tại khu vực Trung Bộ gia tăng cao nhất trên ngày mai ở mức là 32 đến 35 độ. Riêng vùng núi phía Tây, mức nhiệt còn có thể vượt ngưỡng 35 độ và có nắng nóng cục bộ. Sang ở phía Nam, cả khu vực vùng cao của Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ thì phổ biến là tình trạng ngày nắng nhiều, chiều tối có thể sẽ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh với mức nhiệt ngày đêm tại Tây Nguyên là 20 đến 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 24 đến 35 độ. Một số nơi như là tại khu vực Bình Phước, Tây Ninh hay là Đồng Nai, mức nhiệt cao nhất còn có thể vượt ngưỡng 35 độ, đi kèm với đó là nắng nóng. Đến với thời tiết trên biển, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông cấp 3, cấp 4. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tim thủy văn, thủy chiều trung bình, mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy chiều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước cao nhất ở mức 0,85 đến 1,05 m, xuất hiện từ 0 giờ đến 3 giờ. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,15 đến 0,05 m, xuất hiện từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 24. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 1,25 đến 1,45 m, xuất hiện từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 23. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,85 đến dưới 0,65 m, xuất hiện từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 24. Độ mặn cao nhất từng đáy ở mức từ 5 đến 7 phần nghìn.